Mọi người cùng xem cách cô ấy thắt nơ nhé. Trước tiên mình sẽ lấy một cọng dây ru băng. Dạ. Đây, mình để dưới này, cái bánh mình lật lên, bỏ lên. Dạ. Rồi, bắt đầu mình cột nha, một bên ngắn, bên dài. Vậy là cái cách cột này là mình đây. Sẽ thắt nút phía trên mình trước. Mình thắt nút phía trên trước. Rồi. Rồi. Bắt đầu mình sẽ quay cái chữ nè. Đó. Cái cọng dây dài mình sẽ đưa lên. Rồi mình cột vô. Cái cọng dây ngắn mình lồng qua cái này để cho nó nằm chính giữa. Rồi cột ra một giữa. Rồi bắt đầu là mình phải mình sửa lại nè, cho cái nơi cho nó đẹp nè. Mình có cắt cái này có, cho nhỏ có, nhỏ có chút xíu nữa mình sẽ cắt. Bây giờ mình cho nó bằng. Đó. Rồi, bắt đầu là mình sẽ cắt nhọn nè. Cắt để tạo cái kiểu cho nó quá đẹp. Rồi, mình vậy là mình đã xong. Một cái bánh và nơ vô. Nhìn bác Hà thách đơn giản quá ta. Đây là đã xong một cái nơ rồi nha mọi người. Rồi, bây giờ là Linh sẽ thách thử xem có được không ha.